Từ ngày 3, 4, 5 và sáng ngày 7 tháng 10, người dân tại huyện biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước lo lắng trước tình trạng nhiều trạm xăng dầu bất ngờ đóng cửa hoặc treo bảng hết xăng. Theo quan sát tại hầu hết các xã sáng ngày 7 tháng 10, tình trạng treo bảng hết xăng vẫn còn. Việc này khiến nhiều người dân gặp nhiều khó khăn, hầu hết phải đi xa hàng chục cây số để tìm được chỗ đổ xăng. Tại xã Đắc Ơ, chỉ có duy nhất trạm xăng dầu Sơn Giang 3 là địa chỉ duy nhất còn bán. Nơi đây tấp nập người chen lấn mua xăng và phải chờ từ 1 đến 2 tiếng. Mỗi người cũng chỉ mua giới hạn vài lít. Số ít người đến trước mua được 30 lít về trữ hoặc bán lại các tạp hóa kiếm lời. Tại huyện Bù Gia Mập xuất hiện tình trạng một số tiệm tạp hóa đã chủ động gom hàng về bán lại cho người dân với giá lên đến 25.000 đồng một lít, cao hơn gần 4.000 đồng so với giá niêm yết tại các trạm xăng. Trước đó, ngày 3 tháng 10, nhiều hộ dân ở xã Phú Văn phải mua xăng tại các điểm lẻ với giá 30.000 đồng một lít. Ông Trương Tấn Nhất Linh, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Công Thương tỉnh Bình Phước xác nhận có tình trạng hàng loạt trạm xăng dầu ở huyện Bù Gia Mập đóng cửa ngừng bán. Nguyên nhân theo ông Linh là các trạm xăng dầu đã hết hàng và không dám nhập về do không có lời, thậm chí lỗ. Cũng cần nói thêm là do hoạt động kinh doanh thay đổi đột ngột nên các trạm xăng dầu không xoay sở kịp. Hiện chủ các trạm xăng dầu đang liên kết lại cùng có kiến nghị lên cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ khó khăn. Cũng theo ông Nhất Linh, ngoài huyện Bù Gia Mập thì nhiều trạm xăng dầu ở huyện Bù Đăng, Phú Riềng cũng xảy ra tình trạng đóng cửa tương tự. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Riềng cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện vừa có công văn khẩn số 1473 trên UBNJKT về kiểm tra xác minh một số cây xăng dầu trên địa bàn huyện đóng cửa ngừng bán.